Hello cả nhà tiệm mèo sen nha. Cả nhà ơi, hôm nay tiệm lại về thêm một bé mèo anh lông dài màu trắng nha mọi người nha. Không biết là nó là con mèo hay con quỷ nữa mọi người ạ, bởi vì nó khá là nghịch ngợm rồi đấy. Đây, cho mọi người xem, em ấy rất là nghịch luôn. Ôi, không để chân tay yên một tí nào luôn. Tự chơi, tự ăn, trộm vía thật sự. Em ơi, không nghịch nữa à, nghịch mệt chưa? Đú từ nãy giờ mệt chưa? Mọi người nhìn nè, trời ơi, phá. Xe nào mà chịu được tính của em này thì đấu được em về ngay nha. Đấy, một bé mèo anh lông dài màu trắng tuyết. Đây, lôi luôn được cả cái quả ở cây cát chi xuống để chơi luôn. Đến chịu cái bà này. Trời ơi, con gái mà nghịch như quỷ sứ. Đây, mọi người nhìn nha. Đây, cho mọi người xem cái bản mặt của em ý này. Quay đây, con quỷ cười. Nào quay đây không? Đây, mọi người thấy chưa? Rất là xinh nhưng mà sao lại nghịch dã man. Ôi đẹp mà đầy nghịch ghê, hướng ngoại. Xe nào mà trầm tính thì đón em về cho nó vui cửa vui nhà nha. Trời ơi, mèo anh lông dài màu trắng 2,8 triệu nha mọi người nha. Đây, mọi người thấy chưa? Hoạt bát khỏe mạnh. Ôi giời ơi, quay đây xem cái bản mặt tí nào, quỷ sứ ạ. À, đây nào, trời ơi mọi người thấy đây, nhìn em đi này, con quỷ này, con quỷ này mày nghịch như thế thì ai làm rước mày hả? Ôi mặt đánh đá. Mọi người ơi, mọi người mà muốn mua bé liên hệ ngay với tiệm chúng mình nha. Mình kết thúc video của em ấy đây, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những lần sau nha.